Vâng, Quang Quang Pháp xin xin kính thưa chính chào toàn thể bà Hôn. Hôm nay trong ngày vui hạnh phúc của hai em Quyên và Dũng, anh xin gửi tới hai em lời chúc mạnh khỏe và trăm năm hạnh phúc. Xin chúc cho toàn thể bà Hôn các vị khách quý lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc, xin chúc tất toàn thể hội hôn luôn có một sức khỏe dồi dào, một công việc ổn định và mọi sự như ý ạ. Vâng, xin cảm ơn.